Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video nằm giới thiệu của bạn tham gia một chương trình để góp nhận 1.000 token RAM các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả thứ nhất của mình. Các bạn vào đây các bạn follow từ Twitter này các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn bắt up lên các bạn. Các bạn like nè. Các bạn copy hot tag này và tag 3 người bạn vào các bạn. Rồi chích dẫn từ tweet nè. Bạn dán lại nè. Rồi bạn tweet lên nghe các bạn. Sau khi tài quyết lại xong thì các bạn bắt up lại, các bạn click cái phần link mô tả thứ hai của mình, các bạn mở cái link form cho các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn điền lại username tài Twitter của tất cả các bạn đã follow dự án rồi. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ ví Phantom các bạn. Các bạn dùng địa chỉ ví trên MetaMask tích hợp mạng Phantom vào các bạn. Thì để gỡ con token này thì các bạn cần phải lên sàn Binance các bạn mua con token có cái hiệu là mạng Phantom này các bạn, FTM người ta bạn. Rồi các bạn sẽ chép nè. Rồi các bạn bắt đắp lại cái phong này các bạn. Trở lại đi. Bạn dán vào đây nha các bạn. Nó cũng cùng chung địa chỉ Ether mà thôi. Tiếp tục thì các bạn gỡ làm cái link request nè. Sorry các bạn. Nó kêu mình gỡ cái bài đánh giá các bạn. Làm dịch thiệt đấy. Sorry các bạn, thì các bạn mở cái trình duyệt Google dịch của Tanka các bạn ra nha các bạn. Các bạn chọn qua tiếng Việt, qua tiếng Anh nè. Các bạn ghi vào, đánh giá vào một cái dự án tốt các bạn. Rồi, các bạn copy địa chỉ này nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại cái link phong nãy nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 1.000 token RAM. Đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.